Chào mừng các bạn khán thính giả đã đến với chương trình Radio 23 Độ Nghiêng. Chương trình được phát sóng lúc 20 giờ thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube TVV Podcast. Mình là Khánh Hòa. Mình là Hoàng Hoài. Sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thính giả thân mến, đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta sẽ bị sao động, bị cuốn theo những vòng xoay mà chính bản thân chúng ta cũng không thể lường trước được. Đến với Radio 23 Độ Nghiêng, chúng tôi sẽ giúp các bạn được trải lòng và lắng nghe những vòng quay trong tranh của cuộc sống, được cùng ngồi nhìn lại bản thân để vững vàng hơn trên hành trình đi tìm lẽ sống của đời mình. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho chúng tớ thì hãy gửi thư đến fanpage TBV Entertainment nhé! Cậu đã từng nghe câu nói này chưa Hoài? Hỡi thanh niên, hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ của bạn, tôi sẽ trả cho bạn 1 tỷ đô la xanh. Mình từng nghe câu nói này ở đâu rồi đó. Hình như là câu nói của cố thủ tướng Lý Quang Diệu đúng không? Chắc chắn là không thể sai được. Nhắc đến hai từ tuổi trẻ, cũng có một câu nói nữa được rất nhiều các bạn trẻ biết tới. Đó là tuổi trẻ, ta hãy sống hết mình vì thứ gọi là đam mê. Tiện đây mình cũng muốn chia sẻ về đam mê của mình với các bạn. Đam mê của mình chính là viết, là ghi lại mọi thứ trong cuộc sống bằng câu chữ. Còn đam mê của Hoài là gì? Mình nói ra thì Hoài đừng cười nhé. Đam mê của mình là được nói thật nhiều ấy. Thú thật là mình cũng chẳng biết nó có được gọi là đam mê không. Nhưng hiện tại mình đã và đang thực hiện được điều mà mình cho là đam mê rồi. Đó là vì mình đã rất may mắn khi được ngồi đây, được nói, được trò chuyện, được tâm sự cùng các bạn thính giả thân yêu của Radio 23 Độ Nghiêng. Nghe khá thú vị phải không các bạn? Cảm giác được là chính mình, được sống đúng với đam mê trong độ tuổi còn trẻ thật là thích thoải nhỉ. Và mình cũng biết rằng mỗi người sẽ có những đam mê riêng, nhưng chưa chắc ai cũng đủ tự tin, bản lĩnh, dành cả tuổi trẻ của mình để theo đuổi nó. Vì tuổi trẻ là chặng đường mà ta tìm kiếm ngã rẽ phù hợp nhất cho bản thân mà. Nhưng mà nếu bạn chọn nhầm ngã rẽ thì sẽ như thế nào nhỉ? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của bạn khán giả đã gửi về Radio 23 Độ Nghiêng về chủ đề ngày hôm nay cùng Hòa và Hòa nhé. Radio 23 Độ Nghiêng thân mến, tớ gửi cho các bạn thư này, hy vọng điều tớ chia sẻ sẽ đến được với khán thính giả, nhất là các bạn trẻ như tớ đã từng trẻ. Tuổi trẻ là chặng đường ta tìm kiếm những ngã rẽ phù hợp nhất cho bản thân. Nhiều bạn trẻ đã tự vạch ra con đường cho chính mình từ thời là học sinh, sinh viên và họ ấp ủ những ước mơ, khát vọng đực đẽ, từng bước xây dựng thành sự nghiệp cho mình. Đối với họ, mỗi ngày là một cơ hội quý giá sẽ bị tuột mất nếu họ không biết nắm bắt. Họ đã sống cùng với bao đam mê, nhiệt huyết tràn trề, hy vọng biến những ước mơ thành hiện thực. Nhiều bạn trẻ phải đánh đổi công sức, thời gian, tình cảm quý giá của mình để trở thành con người mà họ mong ước, được người khác công nhận giá trị của bản thân. Họ bước đi trên con đường lốm chổm gai nhọn với bàn chân dứa máu, đôi lúc ngã khuỵu nhưng vẫn gượng dậy. Cũng có nhiều bạn trẻ vội thụt lùi khi gặp cơn giông bão, chôn vùi ước mơ của mình. Ngoài ra, cũng có một số bạn trẻ bối rối khi đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, không xác định được con đường nào phù hợp với bản thân. Thế nên, bạn đâm ra sinh chán nản, cảm thấy tương lai là quãng đường sương phủ mờ mịt vô nghĩa. Sau khi tốt nghiệp đại học 4 năm, bạn cầm hồ sơ đi xin việc khắp nơi và làm qua nhiều công việc. Những việc ấy chỉ giúp bạn trang trải những cuộc sống chứ không mang lại niềm hạnh phúc cho bạn. Nhiều lúc, bạn tự trách mình là kẻ bất tài, vô dụng, sống không có định hướng vững chắc và bạn muốn đi đâu đó thật xa. Thế nhưng, đó chỉ là sự khởi đầu của hành trình tìm kiếm giá trị của bản thân. Khi bạn trải qua nhiều công việc, trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, bạn sẽ nhận thức được mình là ai và cần đi tới đâu. Người trẻ bước ra cuộc đời như cây non trước gió, khi còn mông lung, thiếu định hướng về giá trị theo đuổi, họ rất dễ bị cuốn theo những luồng gió khác nhau. Gió thổi càng mạnh, họ càng ngả nghiêng, vì cây chưa vững, người chưa cứng, nên hôm nay ngả theo hướng này, mai lại nghiêng theo hướng khác. Bản thân tôi cũng vậy, lơ ngơ ra trường đời là va đập với đủ các hệ giá trị khác nhau từ muôn kiểu cộng đồng, hội nhóm. Càng tiếp xúc nhiều người tôi càng rối loạn, càng gặp những người giỏi hơn mình tôi càng bị ngợp, bị áp lực phải thành công, hoành tráng như họ. Rồi cứ thế tôi bị cuốn vào hệ giá trị của họ lúc nào không hay. Những ngày đầu khởi nghiệp, sống hết mình vì lý tưởng, chẳng quan tâm đến tài chính, thu nhập. Đến cái giai đoạn khó khăn tôi bắt đầu cảm thấy bất an về thu nhập của mình. Chưa kể về sau những cuộc gặp gỡ, networking càng làm tôi thấy mình bị quay lòng vòng quanh những câu hỏi về doanh số, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng. Xung quanh tôi, những bạn bè, anh chị có doanh nghiệp riêng, cảm tưởng như ai cũng thành công, có đầy những con số đáng tự hào. Có nhiều thời điểm tôi áp lực đến mức cảm giác mình là đứa duy nhất năng lực kém cỏi nên thu nhập mới lẹt đẹt thế. Khi còn trẻ, đâu dễ gì thoát ra được việc quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Càng chưa vững vàng, chưa hiểu rõ về bản thân, người ta càng dễ bị ảnh hưởng, mà sống theo kỳ vọng của người khác thật sự chẳng hạnh phúc chút nào. Những ngày ấy, càng áp lực,
tôi càng cố gắng gồng lên, đặt mục tiêu phải đạt được những con số thật tham vọng, thật hoành tráng. Tôi nhìn những người còn trẻ nhưng đã tạo được những đột phá trong kinh doanh mà thấy ngưỡng mộ. Tôi bắt đầu rẽ nhánh, đi làm thêm chỗ này, chỗ kia để học hỏi từ những người có thành tựu nổi bật. Tôi cứ lao đi về phía trước như cây non bị gió cuốn, cứ chạy băng băng chẳng nhìn lại. Con số thu nhập của tôi cao dần, nhưng chẳng hiểu sao càng gồng sức, tôi càng thấy mình mất đi một điều gì đấy đẹp đẽ bên trong. Cảm thấy thêm một chút gì đấy trống rỗng, vô cảm, tôi trở thành một kẻ cuồng công việc, chẳng có thời gian cho bản thân, chẳng có thời gian cho gia đình. Cuối cùng, tôi cũng sở hữu được những con số rất đáng tự hào về thu nhập. Nhưng rồi kỳ lạ sao, tôi vẫn không có được cái cảm giác tích cực, hưng phấn hay hạnh phúc gì. Tôi vẫn luôn thấy bất an, lo sợ cho tương lai, tôi sợ làm đối tác thất vọng, sợ mình chạy chưa đủ nhanh, sợ kết quả công việc không như ý. Tôi sa sút trầm trọng trong cả thể chất lẫn tinh thần. Những người trẻ càng cầu tiến, càng muốn làm tốt mọi việc lại là những người dễ bị stress nhất. Họ căng thẳng khi tự đặt cho mình áp lực phải đạt được kỳ vọng của người khác. Càng có nhiều người xung quanh kỳ vọng vào họ, họ càng thấy áp lực. Stress sẽ càng tệ hại hơn khi mọi thứ không rõ ràng, khi họ phải bối rối, thiếu thông tin, thiếu định hướng, không biết đang nỗ lực vì điều gì. Và rồi họ tự giày vò trong cái mớ nhùng nhằng, hỗn loạn, mù mờ mà họ tự vẽ nên. Tôi nhớ lúc ấy, mình nhìn chuyện thu nhập hay là những con số đẹp đẽ đạt được mà thấy vô cảm lắm, như bị khuyết mất một điều gì đấy quan trọng, điều gì đấy để giữ được ngọn lửa trong mình. Lúc ấy, tôi bỗng thèm khát cái lý tưởng, niềm hạnh phúc những ngày mới bắt đầu, dù khi ấy còn bao khó khăn. Tự nhiên tôi giật mình nhận ra rằng mình đã bị cuốn theo những luồng gió bên ngoài từ lúc nào và quên mất những gì mình thực sự muốn theo đuổi. Tôi như trở lại cái giai đoạn hoang mang, mông lung, bối rối của những năm trước đó khi mới đi du học về. Ngơ ngác, sợ hãi, rùng mình như người bị lạc đường, quên lối, chẳng biết phải đi về đâu. Rồi tôi quyết định phải trốn chạy khỏi cái thế giới ồn ào, náo nhiệt kia để tìm lại chính mình. Tôi cần một sự tĩnh lặng tuyệt đối để nhìn sâu vào trong, để nhận thức được điều mình thực sự muốn làm cho cuộc đời. Ngày trước tôi vốn thích những hoạt động sôi nổi, năng động, chưa bao giờ nghĩ đến việc cần những khoảng thời gian để nhắm mắt, tĩnh lặng, lắng nghe bản thân. Tôi cho rằng mình đã quá bận rộn rồi, sao còn thời gian để làm những việc khó hiểu đó. Mãi cho đến thời điểm tôi rơi vào trạng thái cả sức khỏe, thể chất và tinh thần đều suy sụp dữ dội, thời điểm tai tôi bị ù bởi tiếng ồn ào xung quanh, đầu tôi đau bởi những tiếng nói, quan điểm, suy nghĩ khác nhau. Và cũng là thời điểm tôi có vẻ khá thành công theo một chuẩn nào đó nhưng lại không hề thấy hạnh phúc. Lúc ấy, tôi mới biết rằng mình cần sự tĩnh lặng cho bản thân, đơn giản chỉ để tự cân bằng lại, để biết được mình là ai, mình muốn gì. Tôi tạm đặt sang một bên những nhận định của người khác về tôi đặt sang một bên những giá trị mà đa số người theo đuổi. Tôi tạm vắng các hoạt động networking, các hội nhóm mình tham gia, từ chối lên truyền hình hay làm khách mời tại các sự kiện, chỉ để có thời gian tĩnh lặng cho chính mình. Tôi bắt đầu nhắm mắt lại. Thời gian đầu học về thiền, tôi thấy nó khó khăn để giữ được trạng thái yên bình. Đầu óc tôi luôn tràn ngập những suy nghĩ, những công việc phải làm. Nhưng rồi tôi hiểu rằng riêng việc tập luyện để quay về trạng thái tĩnh lặng hiện tại đã là một điều rất đáng quý rồi. Không đánh giá, không hà khắc với bản thân mỗi khi suy nghĩ có lỡ lang thang, bay nhảy đến những nơi khác. Thay vào đó, tôi học cách quan sát cảm giác, quan sát suy nghĩ, quan sát cảm xúc. Tôi bắt đầu nhìn lại những trải nghiệm mình đã có, nhìn sâu vào những thời điểm mình thấy hạnh phúc nhất, đam mê, nhiệt huyết nhất. Cảm ơn những nỗ lực của thời trẻ để tôi có được thành công như ngày hôm nay. Tôi thấy mình rưng rưng trong lòng với những khoảnh khắc rất nhẹ nhàng bên gia đình, người thân, được thấy mẹ cười, được nghe bố kể chuyện thời bộ đội, được cô cháu gái đáng yêu cầm chuyện đọc cho dễ ngủ, tôi thì nhớ gia đình tôi quá. Rồi tôi thấy mình mỉm cười hạnh phúc khi được truyền cảm hứng cho người khác. Thấy ấm áp trong lòng khi giúp được từng bạn trẻ vượt lên chính mình để thành công. Thấy những trận cười rộn vang tại các lớp học tiếng Anh nơi mình sáng lập. Thấy những ánh mắt háo hức, lấp lánh cười của các bạn trẻ khi nghe mình chia sẻ, tâm sự hay truyền cảm hứng trong các dự án giáo dục mình làm. Tôi nhận ra mỗi người sinh ra để viết nên những câu chuyện khác nhau, để theo đuổi những giá trị khác nhau. Có lẽ những điều to tát, hoành tráng, lớn lao không thuộc về tôi. Tôi yêu những thay đổi hướng vào chiều sâu, hướng đến từng con người. Mỗi bạn trẻ mà tôi có thể giúp họ vượt lên chính mình, giúp họ có thêm động lực chinh phục những thử thách trước đây chính họ chưa từng dám nghĩ đến, giúp họ vượt qua được nỗi sợ của bản thân, mỗi người trong họ đều là một thành tựu lớn đối với tôi. Tôi bật khóc khi nhận ra những điều giản đơn mà mình chưa từng nghĩ đến. Cái tôi cần không phải là một cuộc sống giàu sang hay được trở thành một nhân vật đặc biệt, có tầm ảnh hưởng hay một người có những thành công vang dội. Cái tôi cần là một cuộc sống cân bằng, để tôi được đam mê hết mình, được mang đến những giá trị tuy nhỏ nhưng tạo nên được thay đổi tích cực, thực chất cho các bạn trẻ,
để tôi có được thời gian ở bên gia đình, thưởng thức những khoảnh khắc nhẹ nhàng và yên bình nhất, để tôi có được thời gian cho chính mình, được chăm sóc sức khỏe, chăm sóc bản thân, làm giàu thế giới nội tâm của tôi, để tôi được vùng vẫy tự do, được tự mình khám phá sự kỳ diệu của thế giới ngoài kia. Đó mới là giá trị khiến tôi thực sự hạnh phúc, và tôi chỉ cảm nhận được những điều đó khi có được sự tĩnh lặng tuyệt đối trong mình, khi tôi không bị ảnh hưởng bởi những tiếng ồn, những suy nghĩ, quan điểm của người khác. Sự tĩnh lặng đơn giản nhưng mầu nhiệm vậy đó. Có lẽ vì vậy mà ai cũng nên tự thưởng cho mình những khoảnh khắc tĩnh lặng dù chỉ một chút ít để tiếp thêm năng lượng mỗi ngày. Thường sau khi trải qua một sự việc và nhìn lại, người ta mới hiểu được giá trị nó mang lại cho mình. Tôi đã lạc lối, không nhờ vậy mới hiểu được giá trị của con đường mà mình đang đi, những gì mình đang theo đuổi. Và rồi tôi phát hiện rất nhiều người thú vị xung quanh tôi cũng đã từng như vậy, cũng từng lạc đường để tìm được lối đi. Nhưng hãy cứ bình tĩnh, kể cả lạc lối cũng vẫn là trải nghiệm giá trị. Và rồi cuối cùng, cây non sẽ đứng vững trước gió. Cảm ơn những chia sẻ và tâm sự ý nghĩa của bạn khán giả gửi cho Radio 23 Độ Nghiêng. Đúng là chẳng ai đoán được, có khi con đường ta cho là nhầm đường lạc lối, biết đâu lại là con đường trưởng thành, con đường thử thách tạo nên ta với những thành công trong tương lai thì sao? Đúng đấy, mình tin rằng nếu bạn cố gắng tìm kiếm, khám phá, chắc chắn sẽ không có con đường nào là ngõ cụt. Tuổi trẻ mà, mạnh dạn lên, hãy cho bản thân mình được trải nghiệm. Nếu không thể đi trên con đường chính, ta có thể đi đường vòng, đường tắt mà. Mong rằng sau khi nghe được những tâm sự này, các bạn khán thính giả, đặc biệt là các bạn trẻ, hãy luôn tự tin, sống là chính mình và mạnh mẽ chiến đấu vì bản thân nhé. Vì đôi khi sẽ có những chuyện xảy ra một cách tình cờ mà chẳng ai có thể biết đến. Biết đâu sự tự tin, bản lĩnh của tuổi trẻ sẽ cho bạn những trải nghiệm thú vị, bài học trưởng thành đắt giá thì sao? Nhưng bạn cũng phải kiên trì nhé, vì kiên trì mới giúp chúng ta thành công đó. Chúc cho tuổi trẻ, thanh xuân của bạn được sống với những đam mê, hoài bão và ước mơ cao cả của riêng mình nhé. Và Radio 23 Độ Nghiêng xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành cùng chúng mình trong số radio ngày hôm nay. Nếu bạn đang có những tâm sự trong lòng, đừng ngần ngại kể câu chuyện của mình với Radio 23 Độ Nghiêng nhé. Đừng cô đơn một mình, hãy mở lòng vì đằng sau các bạn còn có chúng tớ nữa đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!